xin kính chào tất cả quý Phật tử đồng hương đã theo dõi chương trình giảng kinh Trung Bộ Kinh của chùa Hương Sen, thành phố Paris, California. Hôm nay Dĩ Hương xin giảng tiếp kinh Ví Dụ Con Rắn, kinh số 22 của kinh Trung Bộ Kinh 1. Một thời Đức Phật ở thành Xá Vệ tại vườn của Ngài Cấp Cô Độc Kỳ Đà, và Đức Phật đã dạy cho hiền giả Aritta về sự nguy hại của các dục, giống như là cái con rắn độc đó quý vị. Các dục ở trong đó như là dục nhiễm, ái kiến, dục tham, dục sân, dục si. Mà trong đó ái nhiễm giữa nam nữ là cái dục đưa đến sanh tử luân hồi. Các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương. Quý vị nghe 10 ví dụ của Phật rất hay. Các dục ví như khúc xương, như miếng thịt bỏ, như bó đuốc, cỏ khô, như hố thăng rừng, như cơn mộng, như vật dụng cho mượn, như trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn, như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Người mà nắm giữ các pháp sai lạc, giống như mình tu sai, thầy hướng dẫn sai, tu sai, thì giống như mình muốn bắt rắn mà mình nắm cái đuôi của con rắn, thì con rắn nó trở lại nó cắn mình. Cũng như vậy, ai mà giảng pháp mà chỉ muốn cho được biện luận, được muốn chỉ trích người khác, giảng để chửi người ta, thì cái đó giống như là người bắt rắn mà nắm cái đuôi con rắn, sẽ bị rắn cắn, không có được hưởng an lạc của pháp. Số 2, người giảng đúng chánh pháp. Giảng pháp vì muốn cho tất cả quý vị Phật tử bớt khổ, vì muốn cho tất cả các vị đi theo con đường chánh đạo, an lạc tâm tư của mình trong hiện tại và tương lai. Vì cái tâm lành đó mà mình giảng pháp, thì giống như mình bắt rắn, mình nắm ngay cái cổ con rắn, thì mình không bị rắn nó cắn. Pháp cũng giống như chiếc bè để qua sông. Nếu chúng ta giảng pháp hay học pháp mà vì lợi dưỡng, vì được cúng dường, hay vì chăm chọc, muốn đả phá sỉ nhục người khác, thì cái đó là chúng ta nắm đuôi rắn. Pháp cũng giống như chiếc bè để qua sông. Qua xong rồi mình phải bỏ, chứ mình không có vác chiếc bè theo. Cũng như vậy, Như Lai giảng pháp cho chúng ta nghe là để giải thoát, chứ không phải mình chấp chặt pháp rồi mình vác theo cái chiếc pháp, mình ôm theo cái chiếc pháp đó để qua xong. Ta khéo giảng cho tỏ ngộ, cho khai thông, làm cho khai thị, loại trừ các vải quấn cũ. Vị nào đủ lòng tin nên Như Lai, thương mến Như Lai, thì quý vị hướng được hướng về chư thiên và được giải thoát. Còn nắm chắc chập pháp thì chúng ta sẽ bị nạn, giống như là nắm đuôi rắn. Đó là ý nghĩa của kinh bắt rắn. Kinh kế tiếp số 26 là kinh Thánh Cầu, Trung Bộ Kinh. Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, và Đức Phật dạy rằng có hai loại tìm cầu. Một cái tìm cầu thành thánh như chúng ta vô chùa tu học. Một loại tìm cầu là phi thánh cầu, là dễ đưa chúng ta đến đọa lạc. Phi thánh cầu là gì? Có người tìm cái chỗ được sanh, có người bị già tìm cầu cái già, bệnh tìm cầu cái bệnh. Tức là không giữ gìn sức khỏe mà uống hút thuốc phiện, xì ke, ma túy, uống rượu để tự mình tìm bệnh, hại mình, hại người. Vì sao gọi là bị sanh?
Giả tỷ như là vợ con là sanh đầy tớ nam voi đực voi và những cái chấp thủ già, người già, người bệnh là những cái khổ của kiếp loài người, và chúng ta gieo cái nhân để chúng ta đưa đến sanh tử, sầu bi khổ não. Ở đây Như Lai biết mình là bị sanh tử luân hồi, Như Lai biết sự nguy hiểm của sự sanh tử luân hồi, Như Lai biết sự vô lượng an ổn khi thoát khỏi các lửa sanh tử luân hồi. Như Lai biết như vậy cho nên tìm cầu cái không ô nhiễm, tìm cầu cái vô thượng an ổn, tìm cầu cái khổ ách, tìm cầu cái niết bàn, như vậy gọi là thánh cầu. Kinh này Phật chỉ chúng ta hai cách hướng về thánh cầu. Giống như sư Giới Hương tìm chùa để ở là hướng về thánh cầu, là ở chùa mình tránh bị ô nhiễm, ở ngoài dễ bị ô nhiễm, ở ngoài dễ bị tham muốn, ở ngoài dễ bị sa ngã, ở ngoài dễ bị chạy theo tiền tài danh lợi thực thùy ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên mình vô chùa là cái thánh cầu, là nơi tạo cái cơ hội, tạo cái nhân duyên để tâm trưởng thánh của mình được sanh trưởng. Thánh cầu giải thoát. Sau khi tìm được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, chứng được cái không sanh vô thượng an ổn của các khổ ách không thể đưa đến niết bàn. Và từ đó tri kiến khởi lên, sự giải thoát khởi lên, đây là đời sống cuối cùng của Ngài, không còn tái sanh nữa. Những việc nên làm Đức Phật đã làm, những việc cần làm Đức Phật đã làm, phạm hạnh đã xong, gánh nặng của Ngài đã đặt xuống, tức là gánh nặng của sanh tử luân hồi đã đặt xuống, không còn trở lại đời này nữa. Đây là kiếp cuối cùng của Như. Như là Dĩ Hương rất thích những cái pháp ngữ này và nhớ những cái pháp ngữ này để mình cố gắng tập theo. Quý vị nhớ nha, sanh đã tặng, phạm hạnh đã lập, những việc đã làm, cần làm đã làm, không còn những việc nữa. Đây là đời sống cuối cùng, ta không còn trở lại. Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Sao ta nói chánh pháp, được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân, khó chứng ngộ pháp này. Đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được chánh pháp. Thế Tôn thuyết giảng các tỳ kheo tín thọ lời của Ngài. Vâng, bài pháp kế tiếp. Kinh thứ 27, Trung Bộ Kinh 1, ví dụ dấu chân voi. Ngài ví dụ khâu rừng nè, ví dụ lỗi cây nè, ví dụ con rắn nè, ví dụ con nai nè, ví dụ con voi nè, ví dụ cái ruộng nè, ví dụ cái cày nè. Cái gì thế gian pháp, Đức Phật bằng trí tuệ của Ngài, sự linh động ứng dụng, Ngài ứng dụng trong Phật pháp hết. Mình làm tà kiến là giống như mình nắm cái đuôi, bắt rắn mà nắm đuôi rắn là nó mổ cho. Tức là tà kiến đưa chúng ta đến đọa Đà Lạt. Còn chánh kiến là giống như bắt rắn nắm cái cổ thì chúng ta đi đến chẳng chánh. Tiểu kinh ví dụ dấu chân voi số 27. Một thời Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc nói với tôn giả Vatchayana và Bà La Môn Yana Sori như sau. Có một người săn voi ở một khu rừng có voi ở. Người đó thấy một con voi dấu chân voi rất là lớn, đo bề dài bề ngang. Con người thợ voi này chưa có đi đến kết luận đâu, đây là con voi chưa, tức là thấy dấu thôi nhưng mà chưa kết luận. Rồi người này mới vào trong rừng nữa, thấy có những cái cây bị ngã, bị đổ, thấy bị gãy. Thấy có một con voi đực ở dưới gốc cây đang đứng hay đang ngồi, đang nằm. Người đó mới biết rằng, cái dấu chân voi nè, rồi con voi nè, rồi cây ngã, cây đổ. Đây đúng là con voi đực.
Đây đúng là cái dấu của con voi đực. Cũng vậy, ở đây Như Lai sanh ra ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, mười hạnh của Ngài. Với thắng trí, người tự chứng ngộ thế gian này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời, loài người, khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên thiết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ, trung, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Và những người nghe pháp của Ngài, cạo phát tâm, tín ngưỡng, quy y, cạo tóc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không giá, gia đình, giữ giới. Như vậy là người này đã thấy được dấu chân voi lớn, giống như là mình đi đúng đường. Người thiện xảo thấy voi, chưa nói là voi, thấy voi, thấy cây ngã mới nói là dấu chân voi. Cũng vậy, người đi học đạo, tới học đạo chùa này, tới học đạo thầy kia, và thấy rằng là chùa này, thấy là thầy kia đưa mình đến sanh giới định tuệ, thì mình biết đây là dấu chân voi lớn. Vị này hộ trì các căn, thành tựu thánh hộ trì các căn. Người này đi tới đi lui, nằm ngồi đứng nói nín đều tỉnh giác, thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Người này làm cho tâm ô uế trở thành tâm thanh tịnh, mê muội trở thành trí tuệ, chứng và trú thiền thứ nhất, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba, diệt hỷ ô các cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ ba. Vị này chứng được túc mạng minh, biết hết đời sống của nhiều người. Quá khứ được thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, biết được chúng sanh hạ liệt cao xa, may mắn bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Chứng và trú lậu tận trí, biết được nguyên nhân và con đường đưa đến diệt khổ và diệt dục lậu. Vị này thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và mô minh lậu. Và vị này biết ta đã giải thoát, sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui đời sau nữa. Như vậy là vị này đã thấy được dấu chân to lớn của Như Lai. Thấy được dấu chân to lớn của Như Lai là đi đúng đường. Còn nếu mà mình vô chùa để cho đỡ khổ chồng vợ ở nhà không có chọc phá mình, để cho mình khỏi đi lo món ăn, để cho mình làm tội thầy cúng, thì những người đó chưa thấy được dấu chân to lớn của con voi. Những người đó chỉ thấy những lợi ích nhỏ nhặt của con voi. Ý bài kinh là như vậy. Thật vi diệu thay, Thế Tôn Gotama Cù Đàm. Thật vi diệu thay, Tôn giả Bồ Tát Cù Đàm. Ngài đã dựng đứng lại những gì quan ngã. Cái này là Bà La Môn sau khi nghe bài pháp này nói. Ngài đã phơi bày ra những gì bị che kín. Ngài đã chỉ đường cho những người bị lạc hướng. Ngài đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể thấy. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Con là Bà La Môn ngoại đạo, Yayusoni. Hôm nay con được mở tầm mắt ra, hôm nay con được sáng ra, con xin Ngài cho con quy y Phật, quy pháp, quy y tăng chúng, xin Ngài nhận con làm đệ tử. Từ đây cho đến suốt đời, con trọn đường quy ngưỡng để đi theo dấu chân to lớn của con voi. Vâng, đó là cái bài kinh dấu chân voi. Bài kinh thứ ba là tiểu kinh ví dụ loại cây, cũng rất hay. Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc nói với Bà La Môn Bingalakocha rằng có 5 ví dụ. Có người muốn tìm loại cây. Thường quý vị thấy cái cây thì nó có vỏ cây nè, nó có giác cây nè, nó có vỏ trong nè, nó có vỏ ngoài nè, rồi chặt cành lá nè, lấy chúng mang đi tưởng là loại cây. Loại cây đã nằm chính giữa đó. Thật sự người này không biết lỗi cây vì chặt cành lá tưởng là lỗi cây. Rồi vị này lấy cái vỏ ngoài của cái cây tưởng là lỗi cây.
Vị này lấy cái vỏ kế bên là giá cây, tưởng là lõi cây. Vị này lấy sâu bên trong lõi cây, biết là lõi cây. Thì vị người thứ năm là người đúng. Còn người lấy lá, người lấy vỏ, người lấy giác, người lấy vỏ trong mang đi đều là không phải là đúng. Cũng giống như người xuất gia có 5 loại. Có người xuất gia nhưng mà vì danh lợi, vì tiền, vì được người ta cúng có đi làm thì người đó không đạt mục đích xuất gia. Có người vọt chùa nhưng mà được thành tựu giới đức, nhưng mà nghĩ được người ta khen là đủ rồi, không tu nữa, là cũng chỉ được có vỏ ngoài. Có người vào chùa được thiền định, được thiền an lạc tí xíu đủ rồi, thôi con không tu nữa, thấy đủ rồi, người khác tu đi, thì vị này cũng chưa được lõi cây. Có người vào chùa tu được tri kiến, nghĩ đủ rồi, không tu nữa, không cần nữa, cũng chưa được lõi cây. Người không tự mãn và tu tiếp, người này được giới đức, được thiền định, được tri kiến, được giải thoát tri kiến, được chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng tứ không và chứng diệt vô thọ định, diệt thọ tưởng định, chứng A-la-hán. Người này đã được lõi cây và người này đã tìm đúng lõi cây của Phật Pháp. Như vậy khi chúng ta vào chùa, mục đích chính của chúng ta là giác ngộ, giải thoát. Còn những lợi ích nhỏ nhỏ là những cái vỏ ngoài, vỏ trong hay là cái giá cây, nó không phải thật là mục đích của mình. Chúc tất cả quý vị nghe bài kinh này, mình xác định lại cái mục đích tu học của mình là gì nhé. A Di Đà Phật. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giảng pháp kỳ tới. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc, trí tuệ luôn minh mẫn, trạch pháp đưa quý vị đến con đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh tuệ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.